Xin chào tất cả mọi người, và cũng rất là lâu rồi thì mình mới có cơ hội để khoe với mọi người một chiếc môi sinh của DK đúng không ạ? Bởi vì thời gian gần đây thì DK cũng khá là bận rộn cho nên là không có thời gian để live stream cho mọi người xem được những sản phẩm của DK. Và nhân tiện hôm nay chị Chi, một khách hàng vừa thực hiện phun môi tại DK xong và môi của chị cũng rất là xinh, thì mình có nhờ chị Chi để cùng với mình live stream cái này để cho các bạn có thể xem được cái sản phẩm phun môi tại DK sau khi vừa dứt pin thì sẽ như thế nào. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị Chi một chút nhé. Dạ em là chị ạ. Chị Chi. Yeah. Vâng ạ. Chị Chi ơi, thì mình có thể giới thiệu một chút về công việc cũng như là nơi ở của mình hiện tại được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Yến Chi, hiện mình đang là giáo viên dạy múa của các trường mầm non và đại học. Hôm nay là mình có thời gian để đến đây để trải nghiệm một buổi phun môi tại DK. Thì rất vui khi được là giới thiệu với mọi người trong ngày hôm nay. Vâng ạ, em cảm ơn chị Chi. Với cả công việc của mình là một giáo viên dạy múa thì em nghĩ là gu thẩm mỹ của mình cũng là một trong người có gu thẩm mỹ rất là cao đúng không ạ? Thì không hiểu là lý do gì mà chị lại lựa chọn là gửi gắm đôi môi của mình cho DK đấy ạ? Thật ra là chị là một người rất là nhát. Từ trước đến giờ là cũng chưa bao giờ dám làm môi cả. Bình thường đi dạy thì chỉ có đánh son thôi. Thế nhưng mà có những lúc cũng rất là bất tiện, vì bây giờ chị cũng đã có hai nhóc rồi. Thành ra là những cái lúc mà bận bịu mà chạy đến lớp, gương mặt hơi nhợt nhạt này, xong rồi là hình ảnh nó không được đẹp trước mặt các con. Cho dù là cô có xinh hay là có như thế nào thì các con cũng cần một hình ảnh tươi tắn hơn. Thì mình quyết định là mình đến DK qua sự giới thiệu của rất là nhiều người, là phụ huynh này, là học sinh này, và cũng là những đồng nghiệp của mình đã từng làm ở đây. Và mọi thật ra là không hề đau một tí nào. Lúc đầu thì cũng cảm giác hơi tê tê một chút, nhưng mà sau khi đó thì các cô chuyên viên cũng đã giúp đỡ. Thế là những cái cảm giác nó đau tê, nó cảm giác là gần như là biến mất. Và mình rất là ưng khi là mình có một đôi môi tươi tắn hơn, và mình cũng đã cảm thấy là rất là vui và rất là hài lòng với cả những gì hôm nay mình được trải nghiệm. Cảm ơn DK. Chị Chi ơi, thì em xin phép em nhiều một chút là em sẽ cho mọi người xem một chút cái tình trạng mô ban đầu của chị trước khi đến với DK được không ạ? Được. Đây là tình trạng mô ban đầu của chị Chi khi đến với DK. Thì mọi người cũng có thể thấy không ạ? Đây là lý do tại sao mà chị Chi lại nói là chị Chi muốn đi thực hiện phun môi để cho khuôn mặt của chị tươi tắn hơn. Bởi vì chị Chi thì có một lớp da khá là sáng rồi, nhưng mà đôi môi của chị thì ban đầu thì hơi bị thâm xịt một chút, và đặc biệt là vần viền thì mọi người có thể thấy đó, rất là rõ rệt đó ạ. Đó, và đôi môi của chị ban đầu thì là cũng có hơi nhăn một chút, và đây là kết quả của chị Chi sau hơn 40 phút thực hiện phun môi tại DK. Và mọi người có thể thấy nhá, môi vừa dứt kim xong nhưng không hề có dấu hiệu sưng nề gì cả, màu môi thì cũng rất là trong và tự nhiên đó ạ. Và như chị Chi đã chia sẻ đúng không ạ, thì trong cái quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ không hề đau đớn hay khó chịu gì đâu. Ban đầu thì sẽ có hơi châm chích một chút thôi, thì chuyên gia sẽ trợ tê cho mình luôn, và sẽ trong một xuyên suốt cái quá trình nếu mà mình có đau hay gì thì chỉ cần ra hiệu cho chuyên gia là chuyên gia sẽ trợ tê liên tục cho mình để đảm bảo cho khách hàng trong cái quá trình thực hiện phun môi làm sao thoải mái nhất. Chị Chi ơi, như chị đã chia sẻ về dịch vụ thì chị rất là hài lòng rồi, và cái kết quả hiện tại đôi môi của chị thì chị cũng rất là ưng ý. Thế thì chị có thể nói thêm cho em một chút về cái cách chăm sóc khách hàng cũng như là cái cách mọi người chăm sóc khi mà chị đến với DK thì như thế nào được không ạ? Khi đến với DK thì được các nhân viên tư vấn này và các chuyên gia làm môi thì rất là nhiệt tình. Và khi mà mình nói là mình rất là sợ đau thì các bạn ấy cũng trấn an tinh thần cho mình là chị ơi không đau đâu, rồi chị yên tâm là sau khi ra khỏi đây thì chị sẽ có một đôi môi rất là xinh. Và đấy cũng là động lực để mình cố gắng. Và tại vì là mình là người rất sợ đau, thế nên là khi nó đã hằn vào tâm lý ấy thì nó cũng sẽ có một chút gì đấy là sự run sợ. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu thực hiện thì mình cảm thấy vô cùng thoải mái, và có một chút nhỏ xíu châm chích thôi nhưng mà vẫn có thể chịu đựng được. Và rất là vui vì là đấy, đôi môi của mình nó hoàn thiện hơn hẳn. Và bây giờ gần như là không phải đánh son nữa đâu nhỉ? Vâng ạ, rất là tươi tắn rồi. Còn nếu mà chị có show diễn hay là công việc hay là mình đi đâu đấy cần make up thì mình sẽ đánh một chút son để cho nó tươi hơn. Để bởi khi mình make up thì cái nền môi của mình nó tự nhiên như này, thì mình chỉ đánh thêm một chút son nữa thôi. Và khi đó cái màu son của mình đánh thì nó cũng sẽ được thật màu son hơn rất là nhiều.
Đấy. Và em cảm ơn chị Chi với những chia sẻ ngày hôm nay. Em cảm ơn chị đã tin tưởng DK để cho, và cũng cùng em là livestream này để cho mọi người xem về cái sản phẩm môi tại DK ngay sau khi vừa xuất kim là như thế nào. Và em sẽ chúc cho công việc của chị Chi luôn luôn thành công, và sẽ chị dạy thêm được nhiều các lớp học múa hơn đấy chị nhá. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream ngày hôm nay. Và cũng là sự chia sẻ của mình thôi, chứ mình cũng là cảm nhận của bản thân là khi đến với DK như thế nào thì mình cũng nói ra như vậy. Và cũng rất mong là nếu mà phụ huynh của cô chị có xem livestream này thì có thể đến DK đọc số điện thoại của cô chị nhé. Dạ, để được các nhân viên tư vấn chăm sóc tốt hơn. Dạ vâng, và ngoài ra là còn được thêm chương trình tích điểm của DK nữa đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Và mọi người, nếu mà những phụ huynh hay là những người quen biết của chị Chi có xem được livestream này thì hãy inbox lên cho fanpage và đọc số điện thoại của chị Chi để được những ưu đãi tốt hơn từ DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, và hẹn gặp lại những livestream khác. Em cảm ơn chị Chi rất là nhiều ạ.